Bởi vậy cái cây ổi bự mà con thấy chết cái đau lòng lắm. Ở trong đó thì chết cũng mấy cây. Xuống thí điểm bỏ vườn luôn đó. Chết thì coi vườn thì cũng như nữ hoàng là chết, chết tiệt luôn. Thì đầu tiên thì ở đầu cái vàng lá. Cái lá nó bắt đầu nó vàng 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 vàng, đầu là cái đầu nó khô. Nó khô một được nhỏ thôi trên đọt á. Là mình thấy nó héo cái được đó là cái cây đó là chết rồi đó. Héo được nhỏ thôi bằng chiếc đũa chứ không cần nhiều. Mình giờ thấy cái lá sụn xuống là rồi là coi như là nó chết cây đó. Nhưng mà cái ổi ruby thì nó chết chậm hơn cái ổi nữ hoàng. Cái rễ thì nó đen thui à, tại vì mình cái vùng nước có khi bị mưa nó ngập, nó không chừng mưa mình thoát nước không kịp đó. Mà điều nói chung là cái ổi này vàng là vàng lá thú rễ thôi chứ không có bệnh gì khác hết, vàng lá thú rễ. Bây giờ thì cha thì chú mua xài hoài mà, đang xài mà, chú xài suốt luôn à. Tại vì tụng gài chưa ở không đặt nữa đó, người ta mượn đặt nữa. Cái này là đặt là để xài luôn về bên gãy nữa nha. Có là chú sử dụng liền, chứ không có để. Có cây là nó chết một được à, là chú tưới vô là cây đó là hoàn toàn là sống khỏe luôn á. Nhưng mà ví dụ mình không tưới, không biết nó chết hay là không đó, mình chưa biết, nhưng mà thấy mình thấy là tưới liền. Tưới nó chết một được đầu đó, mình tưới vô là sống. Thì chú có nói với mình nói là nếu bung đọt là con bảo đảm với chú là sống. Tại vì ở dưới cái bộ rễ nó phát triển mạnh nó mới bung đọt. Thì nói chung cái ổi lá xanh mà nó dày rồi tược nó phúng đều là với cái cành rồi nó đều là cái ổi nó khỏe. Mà mình dòm bộ lá mình biết liền. Cái này nó phục hồi từ từ chứ không phải mình nói là tưới vô mà nó nhanh liền. Nó phải từ mười mấy 20 ngày tháng nó mới bắt đầu nó mới dần phục hồi, mình tưới dưỡng rễ vô. Nhưng mà tưới vô thấy xanh xanh nổi lắm. Nói chung á, thí dụ mình tưới vô là phải từ giá là hăm mấy ngày tháng mới có là mình thấy mới có kết quả. Nhưng mà tưới vô thì thấy nó nhú cái đọt trong cái thân cây nó ra, cái cây chết á. Ví dụ nó héo cái đọt đó rồi là mình bẻ cái đọt nó xuống khoảng cỡ gan, bẻ bỏ. Rồi tưới thuốc vô là chú thấy nó búng đọt ra dài vậy luôn đó. Nhưng mà không biết là coi như cái khả năng nó để tới đâu, nhưng mà tại vì mình mới sử dụng thôi. Nhưng mà mình thấy cái nó sống thì có thể là thấy nó cũng đạt 70-80% rồi. Còn nếu mà không tưới thì bỏ cái là đi nguội luôn à. Sản phẩm sinh học Badavecha có công dụng vượt trội trong diệt trừ tuyến trùng rễ, diệt tuyến trùng nội sinh, ngoại sinh, ngăn chặn sự phát triển của chúng, giúp kích thích ra rễ mới, bảo vệ bộ rễ, phát triển vi sinh vật có lợi, hạn chế sinh trưởng và sự gây hại của tuyến trùng. Badavecha, giải pháp mới cho tiêu diệt tuyến trùng rễ.